sửa nhà. Bố đồ nhỏ ơi, tối qua bên ngoài ồn ơi là ồn, con chẳng ngủ được gì cả. Bố cũng muốn biết rốt cuộc là nhà ai thi công nửa đêm ầm ĩ hết cả. Đều tại tiếng ồn phiền phức đó quấy rối. May mà hôm nay là cuối tuần, có thể ngủ bù. Con đồ to, con cũng buồn ngủ chứ hả? Ồn ào quá, ồn chết mất. Chính là âm thanh này, lại nữa rồi. Con đồ to, bố nghĩ nếu không triệt để tìm ra nguồn cơn của tiếng ồn này thì không ai ngủ yên được. Bố đồ nhỏ ơi, con với bố cùng đi, xem rốt cuộc là ai mà đáng ghét thế. Chính là âm thanh phát ra từ nhà chú Mao. Không sai, lão Mao này làm gì mà ầm ĩ thế không biết. Lão Mao, cuối tuần mà bận rộn thế, làm gì vậy? Đừng nhắc đến nữa, nhà bếp bị rò nước, bếp núc và sàn nhà đều bị ngập nước hỏng hết rồi. Tôi chuẩn bị tu sửa lại, bắt đầu từ tối qua, mệt đứt hơi. Nhưng mà chú Mao ơi, chú gỡ ầm ĩ thế này, làm sao tụi cháu nghỉ ngơi được? Giữa ban ngày mà hai người còn ngủ. Cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi của mọi người, theo quy định của khu phố là không được thi công sửa chữa. Anh làm từ tối qua là đã không đúng rồi. Nhìn xem, hai mắt chúng tôi thâm quầng hết. Tôi cũng có được ngủ đâu. Thế nhưng... Được rồi, tôi biết rồi. Hai người mau về đi. Lại là lão Mao. Bố đồ nhỏ ơi, mau nghĩ cách đi. Sao hai người vẫn chưa nghỉ? Cái này phải hỏi anh đấy, lão Mao. Tôi có làm gì đâu. Có phải cậu nằm mơ nghe thấy tiếng ồn không? Cháu cũng nghe thấy tiếng ồn. Chẳng lẽ cháu với bố đồ nhỏ cùng mơ một giấc mơ? Chắc chắn là chú đang làm việc. Cháu muốn làm gì? Cháu muốn vào xem có phải lúc nãy chú sửa nhà bếp không? Chú Mao, thế mà chú còn nói chú không làm. Tôi có sửa đâu, lúc nãy tôi ngủ suốt mà. Cái này chắc là công tắc nguồn điện nhà chú Mao. Bố đồ nhỏ ơi, làm hỏng cái này thì chú Mao sẽ không thể làm việc được, đúng không? Chính xác. Bố đồ nhỏ giỏi thật, vẫn là bố có cách. Cuối cùng chúng ta cũng có thể yên tâm ngủ được rồi. Bố đồ nhỏ ơi, làm sao bây giờ? Xem bố đây. Bố đồ nhỏ ơi, hay là chúng ta đổi cách khác đi. Con đồ to, con nói đúng. Tục ngữ nói đừng dùng mãi một cách, mà hãy biết đổi mới linh hoạt. Thế chúng ta nên làm thế nào ạ? Có cách rồi. Anh chở gỗ đến nhà chú Mao đúng không? Không phiền anh nữa, chúng tôi sẽ đem giúp anh. Anh vất vả rồi. Tạm biệt. Lần này cuối cùng cũng êm xuôi rồi, có thể đánh một giấc ngon lành rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao bố đồ nhỏ? Lão Mao, anh đang làm gì thế? Tôi đang tập thể dục, không cho sửa chữa thì tập thể dục cũng được chứ hả? Lão Mao, anh không thể cho chúng tôi ngủ yên được à? Vậy thì hai người mau trả lại gỗ cho tôi đi, để tôi sửa cho nhanh. Nhưng cuối tuần sửa chữa thi công là nhiễu dân. Đúng thế, nhiễu dân. Việc đấy tôi không cần biết. Nhà bếp không sửa nhanh là tôi không có chỗ mà ăn cơm nữa. Lão Mao à, nếu anh không có chỗ ăn cơm thì sang ăn cùng chúng tôi một bữa đi. Cơm nước xong cả rồi, mời giao. Thế thì ngại lắm. Cách này hay này. Chốc nữa tôi trả gỗ lại cho anh, sau đó tìm thời gian thích hợp sẽ cùng sửa nhà bếp giúp anh. Trước khi sửa xong, anh cứ ăn cơm ở nhà tôi, như vậy đều không phiền cả đôi bên. Được, tôi tuyên bố cuối tuần nghỉ phép đình công. Bố đồ nhỏ thật thông minh.
chẳng khai giảng. Ván này chắc sẽ có thể phân thắng bại. Ai làm đổ cờ người đó thua. Tớ không phải người cuối cùng, chắc chắn sẽ không thua. Chưa chắc. Kẹo bông đến lượt em đấy. Đồ ta đến lượt cậu rồi. Được ta đâu, nhưng cậu thua rồi. Lúc nãy là do phong độ không ổn định thôi. Chúng ta chơi lại lần nữa. Lần này chắc chắn tớ có thể chiến thắng hai cậu. Em không chơi nữa. Ngày mai nhà trẻ khai giảng rồi. Mẹ bảo em về nhà sớm chuẩn bị. Ngày mai khai giảng. Mới đó đã sắp khai giảng rồi sao? Đúng vậy, cậu không biết à? Tớ còn chưa chơi đã mà. Tớ không muốn khai giảng nhanh như thế đâu. Tớ không muốn khai giảng. Chỉnh lại ngày tháng cho lùi về một hôm. Vậy là ngày mai không cần khai giảng nữa. Xong. Bố đồ nhỏ, hôm nay là ngày 31 rồi. Anh đi hoàn thẻ tín dụng chưa? Nhưng hôm nay là ngày 30 mà. Ơ, 30 thật này. Chẳng lẽ em nhớ nhầm? Hôm nay chính là ngày 30 mà. Mẹ tập về, mẹ lúa lẫn rồi. Bản tin trưa bắt đầu rồi. Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng đến với bản tin ngày hôm nay. Đây rồi, hôm nay là ngày. Con đồ ta, con làm gì vậy? Lúc ăn hoa quả không được xem TV. Ngày 31 tháng 8 lương anh về tài khoản rồi. Hôm nay rốt cuộc là ngày 30 hay là 31? Rốt cuộc là ai chỉnh lại ngày tháng trong điện thoại hả? Kế hoạch thay đổi ngày khai giảng thất bại rồi. Thế là ngày mai phải đi khai giảng thật rồi. Giấu cặp sách đi là không cần đến trường nữa nhỉ? Hoàn hảo. Không hay rồi, có kẻ trộm. Trộm ở đâu? Con vừa vào phòng hắn liền chuồn mất. Con không sao chứ? Có bất cứ gì không? Cặp sách bị lấy đi rồi. Con lại không mất gì cả. Tên trộm lấy cặp sách của con làm gì? Vỏ chăn và ga giường hình như cũng bị lấy cắp. Tên trộm này gu độc ghê. Không phải trộm có gu độc, mà là hắn phải dùng cái này để chạy trốn. Con đồ ta, tên trộm chỉ dẫn chơi với con thôi. Mẹ tập về, em siêu thật. Lại thất bại rồi. Ngày mai phải khai giảng. Ngày mai phải dậy sớm. Hả? Đồng hồ báo thức hỏng rồi. Đồng hồ hỏng, thì mình không phải dậy sớm được. Không dậy sớm được thì không đi học được nữa. Ngày mai khai giảng rồi, nhớ dậy đúng giờ đấy. Bố đồ nhỏ ơi, đồng hồ báo thức hỏng rồi. Ngày mai có dậy được hay không, con không dám chắc. Lỗi vặt thôi, không hề gì. Bố cũng hẹn giờ ở điện thoại rồi, thế là đảm bảo luôn. Bố đồ nhỏ, bố thật chu đáo. Nhỏ, mẹ tạp dê ơi, con về rồi đây. Con đồ ta, hôm nay ở trường có vui không? Vui lắm hả? Ở trường có rất nhiều bạn, tụi con cùng chơi với nhau vui ơi là vui. Thế con còn sợ khai giảng nữa không? Con còn việc sợ hãi mà làm những trò xấu như chỉnh sửa ngày tháng, giấu cặp sách để ngăn khai giảng nữa không? Mẹ tạp dê, hóa ra mẹ đều biết hết. Mấy trò vặt của con không qua được đôi mắt tin tưởng của mẹ đâu. Con không sợ khai giảng nữa, con thích đi nhà trẻ.